Kislo là công ty lớn nhất cho bạn và TV của bạn. Chỉ cần đừng phát điên lên với nó. Tóc của cậu cũng thích ném cầu vồng nữa đó. Bạn mặc thử tất cả các trang phục của mình, nhưng không có cái nào làm bạn thấy vui. Cái kính này quá ảm đạm. Băng đô quá lỗi thời. Nón thì không hợp với thời điểm này trong năm. Đã đến lúc đổi kiểu tóc rồi. Điều này thực sự dễ dàng với thuốc nhuộm tóc cầu vồng. Cho thuốc nhuộm tóc vào túi zip. Sử dụng tất cả các màu trong cầu vồng. Nhúng phần đuôi tóc của bạn vào túi chứa thuốc nhuộm. Cột lại với thùng cột tóc. Giữ yên một chút. Gội sạch. Đuôi tóc 7 sắc cầu vồng đang là xu hướng nóng nhất mùa này đấy. Hãy tận hưởng diện mạo mới của bạn thôi. Tỏa sáng như một chiếc cầu vồng. Trong lớp không được phép ăn kẹo cao su. Ai cũng biết chuyện đó. Trừ lũ học trò ra. Những cú thổi bong bóng từ kẹo cao su làm phiền giáo sư. Nhả kẹo cao su của các em ra. Các em là trẻ con mẫu giáo sao? Nhanh lên, đưa cho cô. Đưa đây. Xin đi, đừng lo. Mình biết một trò đùa tuyệt lắm. Chúng mình sẽ thay thế kẹo cao su. Lấy đất sét nhựa, cho vào một túi zip. Sao lại làm vậy? Tạo hình cho nó giống như kẹo cao su nhai dở vậy. Eo ơi, đừng ăn nhầm nha. Sau đó nướng đất sét trong lò nướng. Làm kẹo cao su giả với tất cả các màu trong cầu vồng nha. Giờ chúng ta chỉ cần dán đất sét vào nam châm và dán chúng lên bảng thôi. Yên nào, cô đang đến. Cô giáo đang rất ngạc nhiên. Cái này ghê quá. Ai nghĩ ra trò dán kẹo cao su nhai dở lên bảng vậy? Thật mất lịch sự. À, chỉ là nam châm thôi à. Tốt thôi, tất cả mọi người được điểm cao vì sự sáng tạo đó. Bạn đã sẵn sàng cho buổi tiệc chưa? Kẻ mắt 7 sắc cầu vồng sẽ hoàn hảo lắm. Muốn dùng của chúng mình không? Đổ kem lót trang điểm vào hũ đựng đồ trang điểm. Cho thuốc màu trang điểm vào. Trộn đều. Tiếp tục làm các màu khác. Tô màu lên mi mắt của bạn. Bắt đầu phần trong cùng của mi mắt với màu đỏ. Tiếp tục như thế với các màu cầu vồng khác. Vẽ phần chuyển màu thật khéo. Phần đuôi mắt thì vẽ màu tím. Thành công rồi! Đường kẻ mắt 7 sắc cầu vồng của mình đã sẵn sàng làm mọi người thích phát điên đây. Đường kẻ mắt thôi không đủ. Mình cần cả bộ trang phục cầu vồng nữa cơ. Nhưng mình không thấy thứ gì đủ đẹp hết. Chà, mình sẽ tới Narnia để tìm cảm hứng. Đây, mình tìm thấy vài thứ. Dây ruy băng cầu vồng. Mình làm gì với nó nhỉ? Một kiểu tóc thanh lịch. Vòng cổ Joker. Bông tai. Một vài tiếng đồng hồ sau mình nhận ra cầu vồng đã đi vào ngõ cụt. Có thể mình sẽ dùng những dây ruy băng này trên quần áo nhỉ? Các ruy băng nhiều màu thành từng mảnh riêng biệt. Khâu chúng vào phần lưng áo và tay áo của chiếc áo khoác như một dãy tua rua. Dây ruy băng của mình cuối cùng đã tìm được nhà rồi. Chúng trông thật tuyệt trên chiếc áo khoác jean của mình. Hãy bắt đầu buổi tiệc thôi nào. Buồn bã, yếu xìu, sầu muộn. Và ở một buổi tiệc tuyệt vời, chúng mình không thể chấp nhận được. Cindy không muốn cùng vui vẻ. Nhưng mình sẽ nhắc cô ấy về niềm vui của cuộc sống. Đây,
cầm lấy cầu vòng bỏ túi này. Tạo hình đất sét cao su thành một đám mây. Cắt những lỗ tròn với ống hút. Nướng đất sét theo hướng dẫn sử dụng trên bao bì. Cột chỉ theo nhiều màu lên những lỗ tròn. Dán kim ghim vào mặt sau. Một chiếc huy hiệu cầu vồng sẽ thật hoàn hảo cho một ngày buồn bã. Cứ đeo nó lên và tâm trạng của bạn sẽ tốt lên ngay lập tức. Cindy vừa lao vào bữa tiệc như một chiếc cầu vồng rực rỡ. Có phải đôi khi bạn cảm thấy không có thứ gì có thể làm bạn vui lên vào sáng sớm? Thậm chí selfie cũng không. Mình cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Da của mình thật nhợt nhạt và ánh sáng thì rất chán. Phải để ánh sáng chiếu vào. Cũng không ổn luôn. Nhưng có lẽ bộ lọc cầu vồng sẽ giúp cho mình. Vẽ một chiếc cầu vồng lên mảnh nhựa trong bằng bút lông. Vẽ lên toàn bộ bề mặt miếng nhựa. Dùng nó như một tấm lọc. Đặt vào một chiếc vòng selfie và giữ thẳng đứng chiếc cầu vồng. Bạn sẽ có một tấm hình selfie buổi sáng thật rực rỡ. Những bức ảnh có cầu vồng sẽ làm bạn vui vẻ ngay thôi. Đây là thời gian cho trò chơi khăm của mình. Không phải quả trứng nào cũng giống nhau đâu nha. Tạo hình đất sét thành quả trứng. Cố định nó trên một cái xiên. Nhúng quả trứng đất sét vào sơn acrylic trắng trước khi nó cứng lại. Để cho sơn khô. Chào Alex, cậu có muốn tham gia một thử thách không? Bóp nát quả trứng chỉ với một tay, cậu làm được không? Còn phải hỏi, đưa một quả trứng cho tớ. Ê, chuyện gì thế này? Quả trứng cứ không chịu vỡ. Chắc vỏ trứng này làm bằng sắt hay gì nhỉ? Không, rõ ràng mà. Nhìn nè, tớ dễ dàng bóp nát quả trứng cầu vồng này. Thôi nào, thử lần nữa đi. Giờ tớ biết rồi nha. Đây là một trò chơi khăm bằng đất sét. Giờ tớ cũng không ngại bóp vỡ quả trứng đâu nha. Có vẻ như quả trứng này là thật. Xui xẻo cho cậu rồi, Alex. Mọi người đều biết các cô gái mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị sẵn sàng. Cindy, cậu nhanh lên được không? Chúng mình trễ lắm rồi đó. Cô gái này tốn nhiều thời gian để trang điểm hơn cả thời gian ở buổi tiệc. Mình sẽ phải dạy cho cậu một bài học. Cô Slowpoke, mình sẽ làm thế giới của cậu tươi sáng hơn. Nung chảy bút sáp màu trong lò vi sóng. Đặt một chiếc ốp điện thoại trong giấy nến. Đổ những lớp sáp màu lên trên, sau cho lớp sáp chảy lan ra khắp chiếc ốp. Đặt máy duỗi tóc lên trên chiếc ốp điện thoại tan chảy. Ô không, chuyện gì xảy ra với điện thoại của mình thế này? Thấy không, cậu trang điểm lâu quá, đến nỗi sáp màu cũng tan chảy luôn đó. Rất là hài hước, Alex. Cậu lại chơi khăm tớ à? Cậu nghĩ mình không nhận ra sao? Không để ý thấy vỏ đựng tai nghe của bạn rơi xuống nước. Đợi chút, đó là một ý kiến rất hay để nâng cấp đó nha. Đổ nước vào vật đựng. Xịt nhiều màu khác nhau của sơn xịt lên mặt nước. Nhúng chiếc vỏ đựng tai nghe cao su vào nước. Sau màn tắm cầu vồng này, chiếc hộp đựng này trông thật màu sắc và khác biệt. Thật là một ý tưởng tuyệt vời. Bạn có thích những ý tưởng và trò chơi khăm về cầu vồng của chúng mình không? Hãy bình luận về ý tưởng mà bạn đã học theo nha! Bạn có định trang điểm 7 sắc cầu vồng, làm tóc cầu vồng hay tạo một chiếc ốp điện thoại cầu vồng, và bạn có định chơi khăm bạn bè của mình không?
Và đừng quên nhấn thích video, theo dõi kênh của chúng mình và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ Trôm Trôm.